A new lesson today, all right? Yes. Okay, we learn fast and then we have time to play game. Okay? Yes. Yes. Hello. All right, welcome you to Japan to the class and welcome you to Miss Mango class. Now we are going to learn unit 5 about the animals. Can you tell me the name of the animals that you know? Horse, pig, dog, rabbit, cow, chicken, sleep, sheep, giraffe, fox, tiger, bat, crocodile, dolphin. Wow, so many. You know all of the animals. Oh my god, crocodile and the dinosaur. Do you know the dinosaur? No. You heard about it. You heard about it, but you never see it, right? Yeah. Yeah, feel. And I think that no one see the dinosaur. All right. Okay, so let's go to the vocabulary. Okay, now you tell me from number 1 to number 9. Bat, crocodile, goat, dolphin, butterfly, camel, okay. Dinosaur, octopus, swan, octopus, octopus. Okay. Cái trọng âm là từ octopus, okay, and dinosaur, camel, butterfly, dolphin, goat, crocodile. Cái âm L này nó tạo thành âm của đó. Crocodile. Crocodile. Tất cả những cái dấu phẩy đằng trước này gọi là trọng âm. Đúng không? Mình sẽ đọc cái âm đấy nó to hơn và dài hơn. Ví dụ như là octopus. Octopus. Cao hơn nữa đúng không? Dinosaur. Alright. How do they move by animal below each word? Okay, run, run. Which animal can run? Kangaroo. Kangaroo? Yes. I didn't know. I think that the kangaroo hop. Kangaroo, okay, what else? Mouse. Mouse? Goat. Goat, yes. That's all. I think. Oh my god! The crocodile can run. I don't think so. I think it can run. Some of the crocodile, they don't live in the water. They live on land, so they can run. Okay, fly. Bat. Yes. Bird. Yes. Bat and bird. Yeah, all right, jump. Kangaroo. And what else? Jump. Goat or bird? Oh, it's only the bird. Yeah, the bird can jump. Yeah, I see it. Only the bird. Bird. Okay, swim. Crocodile. Fish. And dolphin. Yeah. Hey, kangaroo can jump too. Yes. Oh, the dolphin. Oh,
Okay, so the kangaroo and the bird can jump and can hop. All right. Now let's try to fill the columns with other animals. Here, what animal can run? What else? What animal else? Horse. Yes, horse. 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 And? Dog. Yeah. Cat. Cats. Yeah. What else? Cow. Yeah. Cow. Yeah. All right. Okay. Now fly. 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 Flies. Ah, yeah. The fly. The fly. Very small. The what else? What else can fly? Eagle. Yeah, the eagle, right. Yeah, okay. The bird, the bat, the eagle, the fly. Butterfly? Yes. Yes, okay, now jump. Jump. You can jump. Frog. What? Frog. Yeah. Frog. Jump. Oh, horse. What? Horse. Yeah, horse can jump. Can jump. Rabbit. Yeah, rabbit. All right, now swim. Octopus. Octopus. Grass. What's that? A crab. Okay. Jellyfish. Money shark. Whale. Okay, hop. What animal can hop? Rabbit. Rabbit. Okay, rabbit can jump, can run, can walk, can hop. Oh. Yes. All right. Oh, parrot can fly. Walk. Octopus. Rabbit. Insect. Okay, insect. Also like insect. Mm-hmm. Okay. Look and read just the correct word and write on the line. Okay, so this is the fly. This is a bee. Okay, and the next is octopus. Next. Butterflies. Ooh, two butterflies. Next. Camel. Yes, camel. rabbit. A rabbit, all right. And two? And swans. Two swans. Okay. Ah, the duck, the wolves can swim too. They can run too. Oh. Yes. All right. So many. So now let's see here. Number one is already done for you. So you do number two and number seven.
What is thing mean? This thing doesn't mean, you know, exist. That animal doesn't live anymore. Doesn't live in this world. What? That animal doesn't live anymore. It died. It's all died. Oh. Dinosaur, right? Yes, they are the dinosaurs. Tuyệt chủng rồi. Nếu mà còn dinosaur thì mình cũng tuyệt chủng luôn. All right. Yes. So I check nhá. No need to write anymore. Okay. The last one is dinosaurs. Right? Yes. Okay. What's fur? Long neck. Go. Extinct. Extinct. All right. Oh my god. B, camel, swan, octopus, butterfly, and dinosaur. Okay, all the correct answers. Yes, you know about fur? Yes. I think fur like feather. No? Feather is the fur of the birds. But like the dog, the cat, the bear, yeah. We call it fur. Còn cái kia là lông vũ. Mấy con ngan, con vịt thì mình gọi là feather. À, cái lông đấy, okay. Any new words? No. All right, just things, extinct? Yes. Extinct. Right, sentences about animal. This animal lives, it's what and is, it's got. So think of an animal. Where does it live? In water, on land, in hot or cold places? What does it eat? Plants or meat? What does it look like? Is your animal big or small? What color is it? Does it have spots or stripes? And does it have legs, wings, or how does it move? For example, here, a rabbit. Okay, your pet. A rabbit lives on land. It is carrots, it's gray and small, it's got four legs, and it can hop and jump. Aha. Okay, let's just like talk about the animal. But know about rabbits. Okay. A crocodile live in the jungle. Oh, okay. It is a small fish. Mm-hmm. And sometimes they eat the people too. Yeah, of course. Mm-hmm.
they have green or sometimes black. Gray, green. All right. And it's small or it's big, it's long or short. It's so big and it's got four legs. It can swim and jump. Yeah, it can swim and jump. Yeah. They eat meat, fish, and people. Yeah, so be careful, okay? All right. Yeah. Don't go near them, okay? Don't come near them. All right. But some of the crocodile, they have very small mouth and long mouth. And they just like to eat meat. They don't like to eat people. Yeah, some kind of crocodiles. Yes. But some kind of crocodiles are so dangerous, right? When we see it, we just run away, okay? Yeah. So now today we learn about the comparisons. What attractive comparison? And the first one is positive, comparative, superlative. One syllable. So one syllable ending with E, adjective ending with one vowel and one consonant like I and N, A and T, just one consonant. One vowel, you know vowel? No. Vowel là nguyên âm, còn phụ âm là consonant. Consonant. Thế bây giờ đã biết phân biệt nguyên âm và phụ âm chưa? Yes. Ừ, dễ mà. Có năm nguyên âm đúng không? Năm nguyên âm là bề ngoài. Thế thôi, còn lại là phụ âm hết, đúng không? Cái này là syllables là âm tiết, đúng không? Hai âm tiết, từ có hai âm tiết mà kết thúc bằng đuôi y dài. Rồi đi từ đầu đi, one syllable. Đấy là một âm tiết, đúng không? Ví dụ như clear, đọc lên chỉ có một từ thôi, đúng không? Dark. Đúng chưa? Dark. Thì so sánh hơn đúng không? So sánh hơn sẽ là thêm đuôi er. So sánh clearer, clearer, darker. À, đây là sạch hơn, rõ hơn đúng không? Tối này tối hơn, còn đây là tối nhất. Đây là sạch nhất, rõ nhất đúng không? Đuôi EST là đuôi của superlative, đúng không? So sánh nhất, đây là so sánh hơn. Nhất thì mình phải dịch ra cái gì là nhất, đúng không? Sạch nhất, trong nhất, sáng nhất, tối nhất. Sạch nhất. Còn so sánh hơn thì mình phải có từ hơn, rõ hơn, sáng hơn, tối hơn. Được chưa? Yeah. Wise. Kiểu... kiểu thông minh, kiểu gì nhỉ? Tự dưng quên mất từ đấy. Đợi cô chút. Kiểu phải tinh xảo hơn ấy. Khôn ngoan. Ngoan. Khôn ngoan sáng suốt. Mãi không nhớ ra, tiếng Việt hạn chế quá. Thì những với những cái âm tính từ mà kết thúc mà bằng cái từ e này ấy, thì chỉ cần thêm r. Có e sẵn rồi nên cần phải đưa thêm r thôi đúng không? Và cái này thôi thêm s và t thôi. Đó,
thì cũng vẫn giống như trên, chẳng qua có e sẵn rồi thêm mỗi r và thêm st thôi. Đây mới là trường hợp phải chú ý này. Đây là những tính từ mà kết thúc bằng một phụ âm cộng với một nguyên âm. Một phụ âm cộng một nguyên âm. Kết thúc của nó nhá, đúng không? Đây, một một đây, một một đây. Thì phải gấp đôi cái phụ âm cuối lên. Xong mới thêm đuôi. E, R. Fin. Fin à? Fats. Fatter. Thế thôi nhỉ? Tương tự như thế. So sánh nhất thì cũng vẫn phải gấp đôi lên. Giống như big. Big. Đúng không? Sẽ thành bigger. Biggest. Hai âm tiết mà kết thúc bằng với y dài. Thì sẽ đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm er hoặc est. Mary, merrier, merriest. Mary là vui vẻ thôi, giống như Merry Christmas. Người ta dùng Merry cho Merry Christmas, dùng Happy New Year, Happy Birthday, nhưng đều nghĩa là vui vẻ, alright? Như gì? Bận rộn hơn và bận rộn nhất. Trời ơi, mình lúc nào cũng bận rộn, nhưng bạn kia còn bận rộn hơn, bạn kia còn bận rộn nhất luôn, alright? Không có thời gian chơi luôn, bận lắm, alright? Rồi tiếp theo là đến cái từ mà có ba hoặc là nhiều hơn ba âm tiết. Three or more syllables. Ví dụ như creative. Đúng không? Đọc lên là có ba từ rồi. Creative. Và popular. Này sáng tạo này, cái này là phổ biến. Đúng không? Thì đối với cái này là nó còn là tính từ ngắn không hay là nó là tính từ dài rồi? Là tính từ dài rồi. Dài rồi, đúng không? Nó có hai âm tiết. Ừ, vì nó có ba âm tiết. Mà tính từ dài là tính từ mà có hai âm tiết trở lên thì gọi là âm tiết dài rồi. Một âm tiết thì là ngắn. Hai âm tiết trở lên thì là dài, đúng không? More. Dài thì cộng more cho so sánh hơn. More creative là sáng tạo hơn, phổ biến hơn. Còn cái này là sáng tạo nhất và phổ biến nhất. Okay. Còn có một số trường hợp đặc biệt, đấy là you. You, regular. Đấy là những tính từ bất quy tắc. Chẳng có quy tắc gì cả. Tự dưng từ này biến thành từ kia, từ kia lại biến thành từ kia. Linh tinh. Ví dụ như là get to thành better và thành best. Have a bad, little and much. Bad, worse. Cái này là worst, còn trên này là worst. Little thành less. Và least. Ok, cái này mọi người nha, cái này là ít hơn, cái này là ít nhất. Còn cái này là nhiều. Nhiều hơn và nhiều nhất. Cái này muốn nhớ thì chỉ cần học nhiều, nói nhiều, sử dụng nhiều cái này là sẽ nhớ ngay. Nhìn cái này thì có hoa mắt không? Trên lớp đã được học so sánh này chưa? Yes. Lần trước cũng học một lần rồi mà, đúng không? Nhưng mà nó chưa đầy đủ như này thôi, đúng không? Nói chung là từ bình thường thì cứ thêm đuôi e r. Có e thì thêm r. Cái đuôi còn lại. Nhớ là một số từ gấp đôi phụ âm là tại vì nó có kết thúc bằng một nguyên âm và cộng một phụ âm. Một phụ âm. Y dài thì trở thành y ngắn. Thế thôi. Tính từ dài, so sánh với tính từ dài thì thêm more và the most. Là một số trường hợp bất quy tắc. Rồi. Tôi nói nhiều này không nhớ đâu, làm mới nhớ được.
What do you know about dinosaur? Dinosaur. A lizard? Tail? Herbivore? Herbivore. No, but I'm caught. Let me see. Herbivore. Động vật ăn cỏ. Động vật ăn thịt là carnivore. Cô nhìn phiên âm thì cô biết đọc nhưng mà những từ này là cô còn chưa dùng bao giờ luôn á. Hôm nay biết luôn. Herbivore, carnivore. Hai cô chồng học cùng nhau nhỉ? Tail. Lizard thì biết rồi, tail thì biết rồi, ok. Oh my god. So now let's choose the right words and write them on the lines. So... Herbivore, carnivore. If something is difficult, you can ask me. All right. I circle or I write in. I'm circle is much better. It's faster. Faster. Nhanh hơn đó, so sánh hơn đó. Dinosaur lived on our planet 150 million years ago. The first dinosaur looked like big lizards. Many of them had short tails, big eyes, and walked on four legs. Most dinosaurs were herbivores. Which means that they only eat plants. Some of this dinosaur was belly. Million years ago, some people say. Thank you.
more underground. Now it's finished. I finished. Yeah, but what do you want about? What do you want about there? Is this? There, what? When you watch the missile film on TV. Number three. Number nine. I let you to change. Think again and change the answer. I finished. Okay, I'll check it now. Yes. Oh my god! I help you so that you get all the correct answers. If not, you get two wrong answers. Right? Yes. Ở đây nha, nếu mà number 3 ở đây đúng không? Nếu mà smallest thì phải có the đứng đằng trước nó, so sánh nhất là the, đúng không? The, lúc nào cũng có the thì gọi là so sánh nhất. Ví dụ, the smallest person là người nhỏ nhất. Đó. Thấy chưa? Hoặc là cái này là so sánh tính từ ngắn, tính từ dài, ví dụ như là đẹp nhất thì phải the most. The most beautiful, ok. Còn cái này đơn giản chỉ là cộng với tính từ thôi. Nếu mà smaller thì phải có than, đúng không? Được không? Nhớ ra chưa? Còn there ở đây, nếu mà there ở đây phải là cái gì đấy của họ chứ, đúng không? Đằng sau nó phải là danh từ, đúng không? Ví dụ their hat, their bag, their book, alright, their laptop, their motorbike, đúng không? Cái gì đấy của họ thì mới được, còn cái này đâu có cái gì của họ đâu. Cái này là tân ngữ đúng không? Tân ngữ, chủ ngữ sẽ là they, còn cái này là tân ngữ đúng không? Chúng ta có thể nghiên cứu về chúng ở trong những bảo tàng khoa học đặc biệt. Đó. Okay. Do you have any new words here? How about suddenly? Yes. Suddenly, what is suddenly? What is suddenly? You know suddenly? Yeah? Bỗng nhiên. Bỗng nhiên, đúng không? I'm learning English, but suddenly someone knocked the door. Alright. Đang học mà bỗng nhiên ai lại gõ cửa. Okay. Herbivore. Herbivore. Động vật ăn. Quên nói. Đây. Bây giờ phải làm thế nào để nhớ được cái này? Ăn thịt. Ví dụ như là con gì mà bắt đầu bằng chữ C mà ăn thịt nhỉ? Carnivore. Con cọp. Con cọp. Con cọp là tên gọi khác của con hổ thôi đúng không? Động vật ăn cỏ. Con hươu. Ừ đúng rồi, nghe con hươu nó giống gần gần với hơ ấy nhỉ. Đúng không? Thì nghĩ hơ, hơ là hươu. Thì chắc chắn là động vật ăn cỏ là cái từ này rồi. Ok. Còn động vật ăn thịt thì là con cọp. Carnivore và herbivore. Thì cho là thế đi. Còn nếu mà để nhớ được cái âm đấy phát âm như nào, chỉ có nói thường xuyên thôi.
Còn cái này là mẹo để dùng trong cái bài đọc, đúng không? Không nhớ ra. Được không? Được nhỉ? Con hươu, con cọp. Ok. What's in next? Do you know the missing words? No substantial. The story of the dolphin. The story? What? A story of? What is the final answer? A story about a dolphin. Yeah, okay. Number one. All kinds bat. All kinds what? Of. Of. Yeah, correct. A book. A book? A book of the jungle. Oh, a book about the jungle. All right, next. A pair of wings. Wings. Okay, a pair of, a pair of wings, a pair of socks, a pair of shoes. All right, four. This pair. This part. This part. Of the story. I think so. All right. A cartoon about wild animal. Wild. Wild. Hoang dã. Hoang dã. Một bộ phim hoạt hình về động vật hoang dã. A cartoon about wild animals. Ngữ âm vào wild animals. Six. A song about a dolphin. Yes, a song about dolphins. What kinds of pair of this part of and about a book about một quyển sách về cái gì đấy, một bộ phim về cái gì đấy, một bài hát về cái gì đấy. Alright. Yes. Một mẩu chuyện về cái gì đấy. Đúng không? My sentence about dolphins and bats based on your own knowledge. Never mind if they are true or false. À, bây giờ sẽ viết về dolphins và bats mà dựa trên kiến thức của con. Và không cần quan tâm là liệu nó đúng hay sai. Từ từ để cô xem tiếp theo là cái gì. Làm cái này trước đi. Tại vì gần hết giờ. Which sentences are about dolphins and which sentences are about bats? Oh, cái này là ở đằng trước. Nhiều thế. Oh, rồi, ok. Vậy thì mình bỏ qua đi, bây giờ mình sẽ học luôn cái này. Cái gì về dolphin và cái gì về bats thì ở đây có hết rồi, thì mình nói được dễ hơn đúng không? Dolphin thì là... Ok, can you read? This is a lot of people's favorite animal. They live in grounds up to 12 in One sees and many pair of the world. Parts of the world. Parts of the world. Mm. People think they are friendly and clever. Mm-hmm. They swim very fast, jump, and play with the ball. Many people go to watch
than playing. Ok, rồi. Dolphin thì là động vật mà được mọi người rất là yêu thích này. Nó sống ở một group of up to 12. Nó sống nào? Nó sống thành một nhóm, thành một bầy đàn khoảng tầm 12 con như vậy á, ở những vùng biển warm. Vùng biển nóng. Thực ra warm là ấm thôi, nhưng mà tiếng Việt mình gọi là biển nóng và biển lạnh, đúng không? Nếu mà nóng quá, nóng kiểu mình cảm nhận nóng mà sôi, không có con nào sống được. Kiểu biển ấm, nhưng mà mình không gọi là biển ấm, là biển nóng và biển lạnh. In many parts of the world, ở rất nhiều nơi trên thế giới. Ở part, thực ra từ part có nghĩa là phần, đúng không? Những phần của thế giới thì chúng là những nhiều nơi ở trên thế giới. Thế thôi. Còn mọi người nghĩ là chúng thì rất là thân thiện và thông minh. Ok. Và chúng thì thường bơi rất là nhanh này. Có thể nhảy và chơi với quả bóng. Rất nhiều người xem. Có rất nhiều người đến xem chúng chơi. Ơi, đúng rồi. Ok, là tiếp được. Ok nào, read about the bat. A lot of people are afraid of this animal. They shriek during the day and fly at night to find their food. They live in trees or caves and have very strong wings. People think it's dangerous, but they are wrong. Some of them are very beautiful and they don't hurt people. Ăn mấy con rơi nào bị dịch đấy. Nguy hiểm lắm đấy. Rồi, rất nhiều người thì sợ loài vật này, đúng không? Chúng thì ngủ vào ban ngày và bơi hay vào ban đêm để tìm thức ăn. Rồi, chúng thì sống ở trên những cái cây, hang động hoặc là và chúng có cái đôi cánh rất là khỏe. Rồi, mọi người thì nghĩ rằng chúng rất dangerous, rất nguy hiểm, nhưng mà sai rồi. Một vài trong số chúng thì rất là đẹp. Một số loài thì rất là đẹp và không làm hại con người. Đấy, hôm nay mình học cái này nha, xong rồi sau cô sẽ hỏi. Con biết gì về dolphins? Con biết gì về bats? Đấy, lúc đấy phải trả lời được, ok? Xem con nhớ không, nhớ được gì. Nào, dolphins. They usually eat fish. When you visit a zoo, you can often see these animals in swimming pools. They can swim and sleep at the same time, and some of them sleep with one eye open. Oh, really? Oh my god! But sometimes a fish, some kind of fish that they sleep, but two of eyes. Still open. Like crocodile. Oh, really? Crocodile. But I heard that some kind of fish they don't close the eyes. The eyes. Alright. Rồi dolphin này nó ăn cá. Ăn cá à? Và khi mà bạn thăm những cái gần sở thú thì cũng có thể nhìn thấy sở thú này là chúng sở thú dành riêng cho heo. Bơi ở trong những cái bể bơi. Chúng có thể bơi và ngủ. Bơi và ngủ vì là một mắt. Một mắt mở. Really? Okay, let's talk about the bats. Some of them eat fruit and other like insects. They have big ears and these have fly at night. A lot of people think these animals can see, but they are wrong. They can. Đúng là bình thường. Hình như ngày xưa cô có xem cái đấy mà người ta bảo là
Con rơi này ban đêm không nhìn thấy gì cả. Nó chỉ dùng tai để nghe những cái sóng âm á. Ví dụ như là nó truyền vào đây, nếu mà gần quá thì nó sẽ tránh ra, bay 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 tránh ra, kiểu vậy. Ok, một số loài trong chúng thì ăn hoa quả và một số loài thì ăn côn trùng. Côn trùng. Chúng có tai to và điều này thì và đôi tai này thì giúp cho chúng bay vào ban đêm, đúng không? Cái đấy thì đúng. Nhưng mà cái này thì rất nhiều người nghĩ rằng là con vật này không thể nhìn, không nhìn được. Nó có mắt nhưng không nhìn được, mắt như mù. Nhưng mà chúng ta đã sai, nhưng mà họ đã sai rằng là con rơi này có thể nhìn được, có khả năng nhìn. Rồi cái này phải. Ok, you remember it nha. Tomorrow I will ask you about the bats and about the dolphin. Ok.